Kim Ngọc xin trân trọng kính chào cả nhà. Hôm nay là ngày 11 tháng 8, Kim Ngọc xin được tổng kết size medium. Kim Ngọc đã tổng kết xong cái size large. Hôm nay Kim Ngọc sẽ ra hai cái video cho ngày 11 tháng 8 này. Dạ vâng, đây là những cái size, những cái áo mà kết thúc của size medium. Dạ vâng, rồi Kim Ngọc sẽ được sell hết và Kim Ngọc bán theo kiểu giống như là tri ân các chị ha, và dành cho các chị mà khách mới để các chị có thể biết được form của nhà Ngọc thế nào. Đây là Ngọc đang mặc, đây là form của nhà Ngọc, có những cái số đo và tất cả những gọi là form của nhà Ngọc, còn form của các hàng ở trên line của các chị bán khắp nơi hoặc là Ngọc cũng có đó, thì Ngọc gọi là form của người ta. Ngọc không nói của ai nhưng Ngọc chỉ nói là form của người ta, và cái gì của Ngọc sẽ là của Ngọc, cho nên Ngọc nói cái này form của Ngọc, thì có nghĩa là các chị mà muốn thử những cái form của nhà Ngọc thì các chị sẽ coi như thế nào ha. Mình điều chỉnh lại theo kiểu cái form của bên Mỹ để sao mà các chị mặc có lây bụng đi nữa cũng cảm thấy rất là gọn cái dáng của mình. Các chị dù cho các chị đang mặc ở cái size nào, Ngọc thì đang mặc cái size medium, mặc dù eo của Ngọc là 66, cái vòng ngực của Ngọc là 88, cho nên vì như vậy Kim Ngọc không thể nào mặc cái size small được. Kim Ngọc phải lấy size medium và Kim Ngọc thâu vô cái vòng eo. Đó, tùy theo các chị thích. Còn cái áo này Ngọc không có thâu, Ngọc để về luôn để có độ rộng của nó. Ngọc thích có cái độ rộng, chứ còn thường người ta phải thâu vô luôn, Ngọc để luôn là 70 ha. Đây là form của nhà Ngọc, Ngọc đang để cái eo này là 70. Dạ vâng rồi, mặc dù eo là 66 ha, 66. Nếu mà các chị mà gặp thấy những cái áo mà nó bị rộng á, thì các chị có thể mặc áo ngực rộng 1-2cm thôi nha, thì có thể chấp nhận được. Mà đừng có rộng nhiều quá, rộng nhiều quá thì các chị là phải đổi size đó. Chứ các chị mặc như vậy cái vòng ngực trên nó cũng sẽ không đầy, nó sẽ không có đẹp ha. Dù cho Ngọc không có phải ngực như người ta, nhưng mà các chị mặc mặc dù các chị cứ tưởng nó đầy, nhưng mà thật sự nó lõm lõm sọp chứ đâu có đầy đâu. Nhưng mà cái mình canh cái áo dài trên để cho có vẻ mình đánh giá được cái độ đầy đặn của cái áo, của cái ngực của mình ha. Và nó gọn được cái dáng của mình, nó có cái eo út đàng hoàng ha. Đội form của nhà Ngọc thì các chị cứ lấy thử, nếu ai mà khách mới chưa biết á, lấy ba áo để Ngọc phí shipping cho các chị ha. Ngày hôm nay những áo Thái Tuấn như thế này chỉ có 25 đồng một áo, nhưng mà các chị phải lấy giúp cho Ngọc coi như là bốn áo thì Ngọc sẽ phí shipping các tiểu bang là 100 đồng. Còn các chị mà lấy cứ hai áo là 60 đồng, mà cái áo thứ ba, thứ tư, thứ năm trở đi là 25 đồng ha. Tất cả đều 25 đồng, cho nên các chị mà lấy hai áo thì là 60 đồng đó. Cho nên vì như vậy các chị thương ha. Hôm nay Ngọc đã sale cuối cùng rồi, 25 để cho các chị có thể mặc tặng quà cho nhau ha. Nếu mà các chị lấy ba áo thì sao? Dạ vâng, hai áo là 60 đồng nha. Còn cái áo thứ ba, thứ tư trở đi là 25 đồng. Nhưng mà nhiều khi các chị mà lấy những cái 3D 3D cái vải Thái Tuấn thế này thì cứ ba áo 80 đồng Ngọc bán cho các chị. Nhưng mà bởi vì Ngọc có sale cả cái em von này luôn 4 tà 25 đồng nữa, cho nên vì như vậy các chị cứ lấy hai áo 60 và cái áo thứ ba trở đi sẽ là 25 đồng. Đó, tùy theo cái vải. Còn nếu mà chỉ có 3D không thì sao, không lấy những cái von, không lấy những cái gấm Thái Tuấn khác, thì dạ vâng, Ngọc tính là chỉ có 80 đồng thôi ha. Là 80 đồng thì Ngọc gửi cho các chị, tại Ngọc phải gửi cho các chị đó, 80 đồng ha. Nếu các chị mà lấy chỉ lấy ba áo là 80 đồng. Em đứng hình là các chị biết sao, tại vì suy nghĩ cho các chị làm sao để đừng có lỗ đó, mà em là người đã lỗ rồi. Em tính mà làm sao mà suy nghĩ để cho các chị nghĩ rằng nó có lời thật sự không, hay là nó lỗ, hay là lên nó hiu nó cùi, không có đâu. Lỗ là lỗ, mà lỗ thêm thôi, lỗ ít ít thì được chứ đừng lỗ nhiều quá nha. Đừng trả giá Ngọc nha. Ngực 86 em 72, đây là vải Thái Tuấn. À, Ngọc có nói vậy ha, nhưng mà là các chị cứ lấy ba áo là 62 áo là 65 đồng á, Ngọc mới gửi ha. Còn ba áo á, là các chị mà lấy ba áo thì là 80 đồng nhá. Rồi, bốn áo thì 100 đồng Ngọc gửi cho các chị nha. Ngực 86 eo 72, như bánh tặng đó, cái này là bánh tặng là kết thúc đấy nhé các chị. Bánh tặng là em không có còn những cái em này đó, một áo nè, Ngọc kết thúc hôm nay cho các chị nè. Đó, bây giờ mới kết thúc được đó, thấy không, mấy lần trước được cái sen kẽ thôi Ngọc đâu có kết thúc kịp đâu. Bây giờ là xin các chị thương ha, thông giúp dùng Ngọc với. Ngực 88 eo 72, Ngọc tạm thời ngưng áo dài thôi, Ngọc tạm thời ngưng bán áo dài đó, để Ngọc điều chỉnh lại tất cả những cái thợ thuyền bên Việt Nam đó ha. Rồi Ngọc sẽ lên những cái mà hàng đặc biệt thôi, chứ Ngọc không có về đại trà như vậy nha các chị. Ngọc không về đại trà như vậy nữa đó, tại vì các chị đã quen biết Ngọc rồi, đâu cần về đại trà làm gì để thử nữa nhé. Đây là những cái form để các chị thử form nhà Ngọc đây, cổ thuyền cạn, thử form dáng nhà Ngọc, thử cách làm việc của Ngọc đó. Rồi mai mốt Ngọc về những cái đặc biệt các chị mua không sợ và tốn tiền. À, không phải không sợ, là tốn tiền chắc tốn rồi đó. Không sợ bị lừa hả? Không sợ bị lừa rồi, cũng không có sợ làm theo kiểu giống như là chắc nó bán xong chạy làng hả? Dạ không đâu. Ngực 88 eo 72, ngực 88 eo 72, Ngọc xoay đằng sau cho các chị biết là mình vô cái dây kéo đó, họ vô cái dây kéo rất là thẳng đon hả? Đó, đẹp, áo đẹp lắm.
Rồi các chị đừng có ngâm thuốc tẩy nha, những cái em màu này, những cái em Thái Tuấn này các chị đừng ngâm thuốc tẩy ha. À, các chị dập bình thường thôi. Những cái nào mà bị chấm, mà bị dầu loang hay bị bất cái gì, các chị hãy dùng xà bông cục dùng ngọc nha, xà bông cục màu trắng. Các chị để khô nha, để áo khô, các chị xoa nó lên ở cái chỗ mà điểm chấm đen. Rồi các chị sẽ làm còn dùng xà bông cục và cho ngọc thêm chút xíu chanh ha. Và nếu mà không có chanh thì có thể các chị làm thêm cái cơm nguội dùng ngọc nha, cơm nguội nhão đó. Thì mình sẽ xoa cái chỗ mà bị dầu hay là bị phẩm. Còn những cái áo kết mà trắng hay là ấy mà kết nó họ có cái phấn đằng sau, các chị lật cái mặt trái và các chị trà xà bông cục lên dùng ngọc ha, trà nhẹ nhẹ, tại vì đây người ta kết từng cái nghệ nhân, người ta kết từng tay một đó, thì những áo cừ mà các chị đã mua rồi đó, nếu gặp những trường hợp đó các chị xoa nhẹ nhẹ dùng ngọc nha, để mình có thể mình ra được những cái phấn đó. Cái phấn họ phải làm đặc biệt để chi, để là nhiều khi cái thợ thuyền người ta thâu á, người ta khâu kết cườm đó rồi nó ra mồ hôi tay, cho nên nó sẽ bị mất đi cái mẫu đó, cho nên vì như vậy mà người ta sẽ có những cái phấn á, làm nó không có thể nào nó bay được nhanh được, cho nên là các chị sẽ dập hơi kỹ một chút xíu thì nó mới ra nha các chị. Có thể mình dùng được tẩy nhẹ thôi nha, đó mình có thể dùng thuốc tẩy nhẹ hoặc là xà bông tẩy nhẹ, để mình có thể mình nếu mà ai không có xà bông cục thì mình sẽ dùng xà bông tẩy nhẹ ha, có chất tẩy nhẹ, để mình có thể mình xoa khô trên những cái phấn đó nha các chị. Rồi xong phải dập liền, phải xả liền để thôi nó bị ảnh hưởng những cái cườm nha các chị. Ngực 88 eo 70 Ngọc chia sẻ như vậy để cho các chị rất là kỹ, phải nói rất là kỹ, để cho các chị có thể mua, không phải riêng gì nhà Ngọc. Nhiều con có những cái áo Ngọc không thấy, các chị mà về mà thấy nó bị như vậy á, mình có thể làm được nha. Cơm nhão, chút xíu chanh, ít thuốc tẩy nhá. Đó. Không có thuốc tẩy thì mình sẽ dùng ít xíu chanh, cơm nguội, xà bông cục hoặc là xà bông dập. Đó. Xà bông dập có tẩy á, xoa nhẹ nhẹ cho xoa khô nha các chị, nhớ để những cái áo khô là mình xoa cái chỗ đó trước nha. Ngực 86, em 70, 72, từ từ nó sẽ ra các chị đừng nóng nóng vội quá nha, dập một lần nó không ra đâu. Nhiều khi có những cái mà đậm á, dập một lần không ra đâu, dập hai ba lần nó mới ra đó các chị. Tại vì nó nhiều khi nó bị ngấm lâu rồi đó, cho nên phải hai ba lần nó mới ra ha, mà chắc chắn ra. Đó. Ngực 88, eo 70, có những cái nào em nào mà nó ngông lắm nó không ra, các chị cho em miếng chấm, cho em miếng thuốc tẩy cho nó, dí nó một cái. Dí thuốc tẩy với lại cơm nguội nha các chị. Đó, để cho nó ra. Xà bông cục thì tốt nhất, tại hồi đó Ngọc có thuê cho thuê đồ cưới đó, những áo cô dâu mặc dơ mềm mà em dùng xà bông cục mới ra đó các chị. Jacqueline nữa hả, là Ngọc cho thuê rẻ quá đó, nhưng Ngọc phải tự giặt á. Jacqueline không được, giặt cực lắm, hồi đó còn làm tiệc đồ cưới cực lắm. Ngực 86, 88, 70, 72, hồi đó cái Ngọc làm gì cũng cực, thế tại sao Ngọc cứ phải ráng bỏ cái công ra đó để mình cho các cô dâu mướn cho nó rẻ đó, cho nên nhiều khi Ngọc cứ bị dậy hoài à. Giờ qua cái áo dạng vậy luôn, nhiều khi ông xã Ngọc giờ ông nói em không có phải thương gia. Tối ngày đại hạ giá thôi. Ngực 86, 88, eo 70, 72, đây là cổ thuyền cạn ha, cổ thuyền cạn. Cái này Ngọc có cổ thuyền cạn và cổ kiền nha. Đây là cổ kiền Bắc Kỳ á, người Bắc á thì gọi là cổ bấu. Người Bắc, nhưng mà người Bắc ở vùng nào kìa, chứ Ngọc cũng là người Bắc đó, nhưng mà người Bắc 54 rồi ha, bố mẹ 54 mà sinh trong Nam, cho nên Ngọc không có biết cái cổ bấu là cái gì hết. Nhưng mà người ta, Ngọc thấy người Bắc á, người ta đọc là cổ bấu, người Nam thì gọi cổ kiền á, là cổ sát. Nên còn cái Ngọc đang mặc đây là cổ tròn nha các chị, Ngọc đang mặc đây là cổ tròn, còn đây là cổ thuyền cạn ha. Ngọc đang mặc đây là cổ tròn chứ không phải cổ kiền nha các chị. Đó, các chị mà thấy có cái dây chuyền như vậy là cổ tròn ha, đây là Ngọc đang mặc cổ tròn nè, còn đây là cổ thuyền cạn. Còn cái em này là cổ kiền đó, cổ kiền là nó sát cổ hơn cái này nha, đây là cổ kiền đó, phân biệt vậy ha. Đây, cái này cũng vậy ha, cái này Ngọc giống như Ngọc đang mặc ấy, nó cổ thuyền cạn nha các chị. Cổ thuyền cạn Ngọc không có hở đâu, Ngọc không có khoét sâu đâu. Đây là form của nhà Ngọc nha, ngực 88 em 70. Dạ. À, cứ ba áo 80 ha, ba áo 80, bốn áo thì 100 đồng, Ngọc phi shipping cho các chị. Đây là vải Thái Tuấn, không phải là Bảo Anh nha. Người 86 em 72, đây là vải Thái Tuấn, các chị nhận vải Thái Tuấn rồi các chị sẽ thấy độ mịn màng dày dặn của nó, chứ không phải mỏng mỏng te nha, không có mỏng te gì hết á. Em mùa này các chị mặc những cái áo này của nó, đây là em còn một áo nha các chị. À, em sẽ ưu tiên cho các chị nào lấy bốn áo ha, bốn áo ba áo em sẽ ưu tiên, còn hai áo thì em đợi, để em sẽ chốt sau nha. Nên các chị gửi cho Ngọc á, dáng nếu các chị mà suy nghĩ đi ha, lấy bốn áo giúp cho Ngọc với nha, phụ giúp cho Ngọc với. Còn ba áo thì Ngọc cũng vậy luôn ha, ba áo thì ba áo với bốn áo thì Ngọc phi shipping cho các chị. Nhưng mà nếu các chị mà lấy hai áo thì 65 đồng đó nhé. Ngực 86, ngực 86, 88, eo 70, 72. Dạ, ba áo là 80,
4 áo là 100 đồng, Ngọc Phi shipping các tiểu bang. 2 áo là 65 đồng. Ngực 88 eo 70 72, 2 áo 65 đồng Ngọc vẫn gửi cho các chị nha. Một áo các chị đứng chốt áo. Uổng tiền. Uổng tiền gửi. Ngọc đã sale rồi lấy nhiều nhiều mà mặc. Đừng có sợ là Ngọc lừa để mà lấy quần áo. Em thấy các chị nào lấy áo em tiếc ngơ tiếc ngẩn luôn á. Thì nó tiếc lắm á. Tại vì mình tiếc tại sao chị lại không lấy áo, áo đẹp quá mà không lấy đó, mình thấy tiếc cho các chị đó. Ngực 88, ngực 86 eo 70 72. Ngực 86 eo 70 72, có thể chị chưa biết được rằng là Ngọc gửi bao nhiêu lâu tới. Có thể là nhiều khi họ không biết là Ngọc gửi bao lâu, hàng nhận được có bị mất hay không, có đúng là Ngọc lên like Ngọc nói như vậy hay không. Nhiều khi một khoảng thời gian vừa rồi á, Ngọc bận ở nhà thờ đó, Ngọc không có lên được á, mà các chị vẫn đợi Ngọc. Ngọc cảm ơn các chị nha. Ngọc lo bận biểu lo việc nhà thờ rồi Ngọc tổng kết việc nhà thờ rồi xếp kho tùm lum đó, nói chung là tổng kết á, tại có cha mới về cho nên Ngọc chuẩn bị ra đủ thứ hết á, cho nên là nó cũng bận biểu. Ngực 86, 88, eo 70, 72. Cộng đồng, Ngọc nằm bên cộng đồng cho nên cũng nhiều việc hơn. Cộng đoàn thì Ngọc không có nhiều việc, nhưng mà cộng đồng thì lại nhiều việc. Cộng đồng rất nhiều việc luôn đó, phải nói Ngọc không ngờ luôn đó. Ngực 88, eo 70, 72. Ngực 88, eo 70, 72. Cộng đồng là gồm 6 cái nhà thờ gom lại mà rất nhiều việc quá trời luôn. Ngực 88, eo 70, 72. Đây là vải Thái Tuấn ha, 3 áo 80. 3 áo 80, 2 áo 65 đồng, 4 áo thì 100 đồng, hoặc phi shipping các tiểu bang. Cứ 3 áo là 80 đồng cho những cái em này. Rồi, ngực 84, eo 73, size small cộng. Ngực 84 mà eo 73 đó, nhắc hơn 1cm, coi như size small cộng. Ngực 84 nha các chị, tại vì bên trong mấy chị này để cả inch. Ngủ gật nè, để cả in luôn bên trong. Bên đây cũng để một in luôn. Cho nên là nó không thể xuống size small được. Tại cái vòng ngực trên ở chỗ này nè, thì nó vẫn là size medium, cho nên Ngọc không thể xuống size small đó. Nhưng mà nó gọi là size small cộng. Thì các chị mà gọn gọn nha, mặc vô nó cũng rất là đẹp. Đây là cổ 4cm, cổ cao 4cm. Cũng vậy luôn ha. Ngực 86, eo 70, 72. Ngực 86, eo 70, 72. Rồi, cứ 3 áo 80, Ngọc Phi shipping các tiểu bang nha. 4 áo thì là 100 đồng. Ngực 86, eo 70, 72. Ngực 86, eo 70, 72. Có nhiều, có mấy chị thương lắm. Đâu phải là mấy chị muốn lấy 2 áo đâu. Mấy chị muốn lấy nhiều á, mà tại vì chốt sau á, gửi sau người ta đó. Cho nên đó, còn có 1-2 áo cho nên Ngọc đâu có dám ở gì đâu. Mà tại vì đó nặng mà phải cộng thêm 5 đồng là như vậy đó. Chứ nhiều khi, có nhiều khi Ngọc thấy nó nhẹ nhẹ cân ra. Nhưng mà bây giờ bưu điện nó tăng đó các chị, bưu điện giờ giá hàng gỡ nó tăng đó, cho nên mình cũng không biết làm sao được. Cho nên đó Ngọc không có dám hứa được với các chị là có bán áo dài nữa hay không á, tại vì cái Ngọc phi shipping á, cho nên cái tiền gửi á nó lỗ quá. Ngực 86 eo 72. Ngọc sẽ coi lại nha, Ngọc gửi ít thôi. Làm những cái hàng mà ít á thì xin các chị thương ủng hộ nha, để mình có thể mình đi vào cái phong giá nhà Ngọc á. Thì nó chuẩn hơn mà mình không có mệt mỏi. Chứ thôi làm những cái form của người ta mệt quá chịu không nổi luôn á. Cái form nhà mình đây mà mấy chị cứ lộn, nó sợ lộn nó phải đo hoài. Đó Ngọc phải đo chứ còn form nhà Ngọc mọi lần đâu cần phải đo, mà giờ Ngọc vẫn phải đo nè. Ngực 86, 88, 70, 72, mặc dù form nhà Ngọc biết chắc chắn là nó như vậy, nhưng mà đâu có biết các chị có ngủ gật hay không, cho nên em vẫn đo từng ái luôn là vậy đó. Chứ form này là form của nhà Ngọc nha các chị, tại sao Ngọc vẫn phải đo ha. Rồi tiếp tục một em nữa, ngực 88 eo 74. Cổ 3cm thôi nha, cổ truyền thống, tay dài truyền thống form nhà Ngọc. Các chị mua thử làm quà nhé, mua thử làm quà đi. Dạ, Ngọc nghĩ rằng những cái áo này các chị tặng người ta đều rất là thích, bởi vì nó mềm mại mịn màng. Có nhiều chị đã mua rồi ha, và vẫn mua thêm nữa. Mua thêm để cắt ngắn hơn đó các chị. Các chị đã mua rồi, hồi đó các chị cắt là kiểu dài, bây giờ các chị muốn làm cắt ngắn đó. Đó, các chị vẫn mua thêm rồi tặng cho nhau. Ngực 88 eo 72. Ở đây cái thợ của Ngọc cắt á, thì là cứ 2 tà họ cắt 10 đồng đó các chị. 3 4 tà thì họ cắt 15 đồng ha. Quần thì họ cắt 5 đồng. Quần ông thường họ cắt 5 đồng. Thợ cắt nha chứ Ngọc không cắt nha các chị. Các chị mà muốn cắt á thì họ cắt 2 tà như vậy họ cắt 10 đồng ha. Đó. Thì tại nhà ta mới cắt vậy thôi chứ Ngọc không mang ra tiệm đó. Ngọc đưa cho cái người mà ở ngoài tiệm là còn mắc hơn ha. Nhưng mà này cái người ở nhà người ta làm á cho nên là nó rẻ hơn. Đó. Ngực 86 72.
Ngọc không có cắt, nhưng mà Ngọc đưa cho các chị trả tiền cắt cho họ thì Ngọc đưa cho người ta cắt 10 đồng. Họ cắt nhanh lắm các chị ơi, họ cắt nhanh lắm, họ ưu tiên cho Ngọc là cắt nhanh đó, họ không cắt, họ không để ngâm giấm đâu. Ngày trước ngày sau là có áo rồi hả? Tùy theo, nếu Ngọc đưa vào buổi tối thì cắt thì ngày hôm sau có. Nhưng mà nếu Ngọc đưa vào buổi sáng thì ngày hôm sau là có áo rồi. Ngọc gửi cho các chị có 3 ngày thôi ha. Đây là vải Thái Tuấn luôn nha. Ngực 86 eo 72. Ngực 86 eo 72. Những cái áo này cũng vậy luôn ha các chị ha. Nếu mà các chị lấy mấy cái áo kia 60 đồng rồi tất cả những cái áo sau này cũng chỉ có 25 đồng. Các chị mà lấy hai áo ha, hai áo cộng với cái áo thứ ba là cứ 25 đồng trở lên dùng Ngọc nha. 60 đồng và cộng thêm những cái áo thứ ba là Ngọc tính 25 đồng cho tất cả những áo sau này. Đây là 25 đồng nha. Các chị lấy hai áo đi là 60, thêm cái áo này 25. Rồi Von ABC cũng 25 nha. Lấy hai áo thường và thêm một cái áo này của Ngọc chỉ tính có 25, còn thôi là 30 đồng một áo nha. Rồi 25 đồng. Ngực 88 eo 72, 25 đồng. Thái Tuấn nha. Tiếp tục một em nữa, ngực 86 eo 70. Cứ hai áo đầu là 60, áo thứ ba trở đi như vậy là chỉ có 25 đồng. Hai áo 60, áo thứ ba trở đi là 25 đồng. Đó. 25 đồng. Cái áo này trở đi là các chị Ngọc tính chỉ có 25 đồng thôi. Các chị lấy cái áo kia cộng thêm cái áo này chỉ có 25 đồng. Ngực 86 88 eo 72. Áo thứ ba 25 đồng. Hồng Kông. Tiếp tục lụa Hồng Kông, áo thứ ba 25 đồng. Ngực 86 88 eo 72 74. Lụa Hồng Kông ha. Học vải Hồng Kông này thì nó mềm mại nhưng mà nó không có độ co giãn nha. Ngực 86 88 eo 72 72 73 có nghĩa là nó có độ, có cái cự ly co giãn của nó thôi chứ không phải co giãn như thun nha các chị. Em đọc như vậy có nghĩa tại vì em đo thường chứ em không đo căng ha. Ngực 86 eo 72. Ngực 86 eo 72 cũng vậy luôn, cái thứ ba này là 25 đồng. Các chị cứ lấy hai áo kia và cái thứ ba này vẫn là 25 đồng thôi. Rồi cái thứ ba cũng tiếp tục 25 đồng. Von Hàn 4 tà. Ngực 86 eo 72. Hai áo 60 và cái áo này là 25 đồng. Coi như là 85 đồng ha. Hai áo 60 và cái áo này, áo thứ ba này Ngọc tính chỉ có 25 đồng thôi. Đó. Thì là ba áo này 80 ha. Ba áo này là 85 đồng. Tại vì nó là hai áo đầu 60 và cái thứ ba là 25 đó các chị ha. Rồi 25 đồng một em tiếp. Đó. Hai áo đó 60, áo thứ ba 20, còn hai áo đó 60, áo thứ ba 25 đồng. Đấy. 86 72. Cho nó dễ tại vì nó là 4 tà đó. Em thêm 5 đồng nữa chẳng qua để em gửi thôi. Nó nặng á các chị chứ không phải em lời nha các chị. Đây là em bán 35 đồng một áo đó mà bây giờ em bán có 25 đồng là tại vì các chị lấy hai áo kia với cái này em gửi. Em xin thêm cái em này nó nặng nè các chị. Đó nha, ngực 86 72. Tiếp tục. Von nha. Có cổ tay dài truyền thống phong nhà Ngọc cho các chị. Cũng vậy luôn, 25 đồng. Ngực 86 eo 70, 25 đồng. Còn các chị mà lấy ba cái von luôn á, các chị mà lấy ba cái von á là 90 nha các chị. Ba von là 90. Ngực 88 eo 72. Tùy theo, các chị cứ lấy nhiều, lấy theo kiểu nào Ngọc sẽ tính cho các chị ha. Đó, các chị biết nhắm nhắm nữa, 30, 25, 30 gì đó hay 35 gì đó. Thì các chị cứ biết cái giá khoảng như vậy, các chị cứ lấy nhiều Ngọc sẽ tính cho các chị. Các chị đừng có lo ha. Rồi, Ngọc nói cho các chị biết là 25 đồng là Ngọc đang sale thôi, chứ không phải là giá trị nó chỉ có 25 nha. Các chị đã mua rồi, đã biết rồi đó. Cái này 35 đồng của em á, chứ không phải 25 đồng đâu. Được 88 eo 72, đây là von nha các chị. Không phải là, đây là von 4 tà, chứ không phải là 2 tà ha. Có nhiều chị may những cái màu như vậy, người ta may chỉ có 2 tà thôi, em may 4 tà. Để cho các chị mà có ai mà có lây bụng nhiều, có mập cỡ nào đi nữa là cũng rất là gọn gàng. Ngực 86 eo 70 cũng vậy luôn, chỉ có 25 đồng. Các chị lấy cái nào em sale cho các chị. Hết rồi, hết hàng rồi. Chỉ có 25 đồng, cuối đây là những cái sau cùng rồi.
không còn muốn lên live để mà nói tới nó lui về cái giá nữa, cho nên cứ 25 đồng có thể tính cho Ngọc từ 86 em 72. Mà nếu mà người nào mà có mua về mà các chị thấy nó là phong của nhà Ngọc mà cái người ta bán 35 đồng á, các chị đừng 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 có nói là mắc, đâu có mắc đâu nha, không mắc đâu. Sau này Ngọc về những cái em von á, Ngọc đặt ra cũng là 4 triệu đồng một áo đó các chị, tại form nhà Ngọc với lại đặt ít á, đây là nhiều, hồi xưa Ngọc đặt theo kiểu cây nó mới được như vậy thôi, chứ còn mai mốt Ngọc không bán được cái giá này luôn á. Rồi 86 em 72 Ngọc phải bán 4 triệu đồng một áo đó, cho nên á mai mốt đó hả, là trừ khi nào các chị đặt Ngọc mới làm thôi, chứ Ngọc không có làm, tại vì họ nói phải mua cả cây họ mới bán được cái giá đó. Cho nên Ngọc canh thử coi cái nào mà nó lẻ lẻ thì Ngọc mua thôi. À, thì Ngọc may theo kiểu form nhà Ngọc á. Ngực 88L72. Ngực 88L72. Ngực 88L72. 85 đồng 3 áo. Ngực 86L72. 85 đồng 3 áo. Tại Ngọc phải gửi đấy nha các chị. Nếu mà các chị lấy von không nha. À, còn các chị mà lấy hai áo kia thêm von đó, cái này thì chị 25 đồng. 85 đồng 3 áo. Cứ 85 đồng 3 áo von ha, Ngọc sẽ gửi cho các chị. Ngực 86L72. Đẹp muốn chết à, bốn tà nặng lắm, đâu có nhẹ đâu. Tiếp tục em von nữa. Ngực 87L74. Ngực 87L74. 4 áo 100 đồng, 3 áo 80 đồng. Đâu cái này 85 chứ, von ABC hả? Nếu von ABC không là 85, còn các chị lấy thêm áo kia thì 80. Ngực 88L72. Ngực 88L72. Cũng chỉ 25 đồng. Em tính cái giá này để cho các chị lấy 2-3 áo để Ngọc biết, Ngọc tính cho nó dễ đó. Chứ không thôi là hả, không biết nào mò. Rồi, vẫn tiếp tục 25 đồng nha. Ngực 86L74. Hai áo đầu là 60. Sau đó là cứ 20 thì 25 đồng thì tùy ha. Ngực 88L72. Ngực 88L72. Các chị muốn lấy sao lấy, cứ hai áo là 60. Và áo thứ ba trở đi là có cái thì 25, có cái thì 20, tùy ha. Rồi ngực 86L72. Ngực 86L72. Ngực 86L74. Đây là tầm ý. Tầm ý theo ha. 3 triệu đồng. Tầm ý theo 3 triệu đồng một áo. Tầm ý theo 3 triệu đồng một áo. Tiếp tục một em tầm ý theo nữa, 3 triệu đồng một áo. Ngực 86L72. Ngực 86L72 tầm ý theo 3 triệu đồng một áo. À, lụa sóng tình, ngực 88L70-72. Lụa sóng tình, ngực 88L70-72. Cũng vậy luôn ha, 25 đồng. Nha xá, ngực 86L70. Nha xá, ngực 86L70, 3 triệu đồng một áo. Ngực 86L70, 3 triệu đồng một áo. À, áo dài đầm, ngực 86L72, 40 đồng một áo. Áo dài đầm, 40 đồng. Ngực 86L72, 40 đồng một áo. Áo dài đầm, ngực 86L72, 40 đồng một áo. Ngực 86L72, áo dài đầm. Áo dài đầm, 40 đồng một áo. 40 đồng một áo. Tiếp tục một áo dài đầm nữa. À, ngực 86L72, 40 đồng một áo. 40 đồng một áo. Ngực 86L72, 40 đồng một áo, dài đầm. Ngực 86L72, dài đầm, 40 đồng. Tiếp tục. Tầm ý nhé, ngực 86L72, 40, dài đầm.
áo kết bình thường 300 đồng. Không phải dài đầm, áo dài thường. Ngực 86, 8688 eo 74, ngực 8688 eo 74 4 tà 300 đồng một áo. Áo dài trắng ngực 80 70, ngực 80 eo 70, ngực 80 eo 70. Ngực 80 eo 70. Cứ một áo là 35 đồng các chị, và lấy cái ba áo trở lên thì cứ 300 đồng một áo. Ngực 88 eo 72. Ngực 88 eo 72. Cứ một áo là 35 đồng nha. Đó, còn các chị mà lấy ba áo thì mới là ấy. Mới là 85 đồng. Ngọc Phi shipping cho các tiểu bang nha, các chị cứ lấy ba áo giúp Ngọc để Ngọc Phi shipping. Ngực 82 eo 70. Ngực 82 eo 70 300 đồng một áo. Ngực 82 eo 70 300 đồng một áo. Áo trắng này đó, đây là những cái đợt sau nè. Ngực 86 eo 72. Ngực 86 eo 72 tầm Mỹ. Các chị lấy mấy áo kia thì những áo này còn 30 bạc à. Các chị lấy thêm áo thì cái này cũng còn có 30 à. Ngực 88 eo 72. Các chị cứ lấy mấy em kia em cộng cái này chỉ có 30 bạc thôi. 30 tiếp tục. Còn nếu mà chị một áo là 35 ha. Ngực 88 eo 72. Ngực 88 eo 72. Các chị cứ lấy nhiều em tính có 30 bạc. Các chị tha hồ mà mặc. Một áo thì cứ 35 đồng. Trời ơi cái áo này nó dài từ chơi xuống dưới luôn nè. Đó. 35 đồng một áo. 35 đồng một áo. À, ngực 88 eo 72 cổ truyền thống ha, cổ 3 cm nhỏ thôi, cổ thường thôi. Cho tới dài xuống dưới luôn nè. Đó. 35 đồng một áo. Ngực 86 eo 72 300 đồng một áo. Ngực 86 eo 72 300 đồng một áo. Ngực 88 eo 74. Các chị cứ lấy 3 áo 90 đồng Ngọc Phi shipping các tiểu bang. Ngực 88 eo 74 cứ một áo là 35 đồng. Các chị lấy 3 áo là chỉ có 90 đồng thôi Ngọc Phi shipping các tiểu bang. Nha. 3 áo thì 90 đồng Ngọc Phi shipping các tiểu bang, còn một áo là 35 đồng. Ngực 88 eo 72. À, cứ một áo là 35 đồng, mà nếu các chị lấy 3 áo thì có 80 thôi ha. À, 30 đồng một áo chứ nếu các chị lấy 3 áo là có 30 đồng một áo. 3699 đồng. Dạ. Còn các chị lấy một áo là 35 đồng á, ngực 88 eo 72. Ngọc gửi cho các chị những cái em bốn tà này và cái cườm rất là nặng các chị, cườm nặng lắm không có nhẹ nha. Ba áo này vô một ký mấy, mỗi một cái ký gửi qua đây cho Ngọc là một ký 11 đồng. Ngọc gửi cho các chị thêm 18 đồng nữa đó các chị. À, ngực 87 eo 72. Ngực 87 eo 72 tại Ngọc đặt cái này quá nhiều cho nên Ngọc mới bán cho các chị như vậy á. Ngọc không có về hàng cườm nha các chị. 3 triệu đồng một áo. Ngực 86 eo 72 các chị cứ lấy 3 áo là 90 ha, cứ 3 triệu đồng một áo. Các chị lấy 3 áo cứ 3 triệu đồng một áo, còn phí shipping các tiểu bang cho các chị. Ngực 86 eo 72. Ngực 86 eo 72 còn một áo là 35 đồng. Đó là những cái áo trắng nha các chị, nếu các chị lấy một áo là 35 đồng, các chị lấy 3 áo là 90 đồng ha, là chị còn có 3 triệu đồng một áo. Rồi Ngọc sẽ phí shipping các tiểu bang, các chị lấy giúp Ngọc 3 áo ha để Ngọc gửi phí cho các chị. Rồi, ngực 86 eo 72. Đây là lộ bảo anh. Cổ thuyền cạn lộ bảo anh 2 triệu đồng một áo. Các chị mà lấy 3 áo là 65 đồng nhé. 3 áo là 65 đồng. Còn 5 áo là 100 đồng. Ngực 86 eo 72. Cổ thuyền cạn. Cổ thuyền cạn. Cái này khi các chị nhận về cái em này với lại cái Thái Tuấn, các chị sẽ không bao giờ biết phân biệt được rằng cái em này các chị cứ tưởng nó Thái Tuấn luôn. Nếu mà người khác mà nói khác Thái Tuấn các chị cũng tin luôn, bởi vì nó mịn màng y chang cái em Thái Tuấn này. Nó y chang 19-10 luôn đó các chị. Chứ không phải ấy đâu. Cho nên nó không có rẻ, cái em bảo anh này lộ không có rẻ đâu các chị, nhưng mà tại Ngọc bán cho các chị như vậy. Người 86 eo 72. Yeah. Cứ một áo 20 đồng giúp Ngọc, ngực 86 eo 72. Ngực 86 eo 72. Ngọc sale cho các chị mua để lại đấy cái phong nhé của nhà Ngọc. Các chị mặc. Đây là những cổ thuyền cạn nha các chị, không phải cổ kiềng, cổ thuyền cạn thôi. Không có hở đâu. Mặc lên nó vội vàng lên like mà không kéo áo kéo gì đó. Chịu đời nói không? Vội vàng á.
Ngực 8672. Ngực 8672 cổ thuyền cạn luôn ha. Bảo anh cứ 2 triệu đồng một áo. Hết rồi nha các chị, đây là hàng cuối cùng đó nha. Ngực 88L72 cứ 2 triệu đồng một áo các chị, cứ đây màu xanh dưa cải nè. Màu dưa cải ha. Ngọc bán để coi như là Ngọc xong. Hôm nay Ngọc kết thúc cái size L với lại size medium này, size lót với size medium. Ngực 88L70-72 cũng vậy luôn. Cổ thuyền cạn. Cổ này là cổ kiền ha, có hai cái, một cái cổ thuyền cạn và một cái cổ kiền nha các chị. Cổ kiền, còn cổ Ngọc đang mặc là cổ tròn ha, hai cái khác nhau. Lụa Hồng Kông cũng vậy luôn. Lụa Hồng Kông nha, 2 triệu đồng một áo. 86, 88, L70, 72, 2 triệu đồng một áo, lụa Hồng Kông. 2 triệu đồng một áo, lụa Hồng Kông. Tiếp tục. Em này, lụa Hồng Kông, 2 triệu đồng một áo, ngực 88, L72, 2 triệu đồng một áo, ngực 88, L72, tay dài truyền thống phong của nhà Ngọc. Cổ vải lụa Hồng Kông thì nó không có độ co giãn. Vải lụa Latin tiếp tục. Ngực 88, L70, 72, ngực 88, L70, 72, 2 triệu đồng một áo. Vải lụa sò, 2 triệu đồng một áo. Ngực 88L72, ngực 88L72, lụa sò, form nhà Ngọc. Tiếp tục lụa sò, ngực 86L72, form nhà Ngọc, 2 triệu đồng một áo. Một vải Thái Tuấn. Ngực 88L72, ngực 88L72. Ngực 88L72. Vải cắt len lụa 86L70, 15 đồng một áo. 15 đồng một áo. Dạ vâng rồi, Ngọc cảm ơn các chị rất nhiều. Kim Ngọc đã thâu xong size medium và đã tổng kết xong size large và size medium tất cả những cái mặt hàng của Kim Ngọc đã có. Và những cái áo này là những phong dáng của nhà Ngọc, các chị mua thử ha. Rồi sau này khi mà Kim Ngọc có về thì Kim Ngọc sẽ về những cái phong dáng của nhà Ngọc để các chị sẽ biết được rằng là mình đang ở cái size nào. Các chị gieo em mồi cho Ngọc thì Kim Ngọc gửi hàng trong ngày là từ 8 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều của giờ Cali, San Diego. Kim Ngọc sống ở thành phố San Diego và các chị ký check hay là gieo em mồi gì Kim Ngọc đều nhận hết. Cảm ơn các chị rất nhiều. Và Kim Ngọc xin hẹn gặp lại các chị trong những video sau. Tạm biệt các chị.